and good morning, ladies and gentlemen. And thank organizers and Professor Kai, my best friend. So it's an honor to be here and this opportunity. Okay, let's start. Today, I'd like to talk about complete transposition of great artists. Chào tất cả các bạn buổi sáng và xin cảm ơn những ban tổ chức cũng như bác sĩ Khôi và bản thân của tôi. Và tôi rất là vinh dự được đến đây để trình bày với tất cả các bạn một cái topic của chúng tôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Okay, this illustrate shows complete transposition of great artists. And PZA is one of the two most common forms of cyanotic CHD with tetralogy of palm. A complete PZA is known as DPZA. And LPZA means congenitally corrected PZA. Cái bài trình bày của tôi hôm nay là nói về cái chuyển vị đại động mạch hoàn toàn hay gọi là cái DPZA. Thì cái PZA là một trong hai cái bệnh lý tim bẩm sinh có tiếng thường gặp nhất cùng với cái tứ chứng Fallot. Và chúng ta biết cái bài này chúng ta chỉ trình bày về cái DTGA, tức là cái động mạch nó chuyển theo cái quai bên phải, nó khác với là LTGA, tức là trong cái bệnh lý bất tương đồng đôi hay gọi là chuyển vị đại động mạch có sửa chữa bẩm sinh. The anatomical feature of DTGA and ventricular concordance with ventricular arterial discordance. Abnormal relationship of the great artery aorta on the right anterior, and systemic and pulmonary circulation is parallel. Như vậy thì cái về mặt giải phẫu thì chúng ta thấy cái có sự tương hợp giữa nhĩ và thất, có nghĩa là nhĩ trái nối với thất trái, nhĩ phải nối với thất phải, nhưng nó sẽ có bất tương hợp thất đại động mạch, là lúc đó cái động mạch chủ nó sẽ nối vào cái thất trái nằm ra bên trước, còn cái động mạch phổi nó sẽ nối vào thất động mạch chủ sẽ nối vào thất phải nằm trước và thất động mạch phổi nối vào thất trái nằm sau. Và cái hai cái hệ tuần hoàn, hệ thống và tuần hoàn phổi nó theo cái hệ kiểu song song chứ nó không phải tiếp nối như là bình thường. This is a demographic of TGA. And PZA accounts for 4% of all congenital heart disease, and an occurrence rate of 0.2 in 1,000 live births. There are strong male preponderance, and simple DPZA about 50%, and associated regions and VSD about 40%, and VSD and LVOTS left ventricular outflow. Stenosis about 10%. Như vậy đây là về một số cái số liệu về cái dịch tễ thì chúng ta thấy cái DTG cái chuyển về động mạch nó chiếm khoảng 4% tất cả những bệnh tim bẩm sinh, và với 1.000 trẻ em sinh ra sống thì nó chỉ khoảng 1/0.2, và trẻ trai thì nó chiếm cái tỷ lệ cao hơn, tức là khoảng 60-70%. Và cái chúng ta gọi là cái chuyển vị đại động mạch đơn giản hay là đơn thuần đó thì nó chỉ có PFO hoặc và cái VDA nó chiếm khoảng một nửa, còn lại cái một nửa còn lại thì nó có kèm theo một số cái tổn thương khác, ví dụ như 40% thì nó kèm theo cái thông liên thất, và 10% thì nó kèm theo thông liên thất và hẹp cái đường thoát thất trái. This slide shows clinical classification of DPZA. The rate of PZA with intact ventricular septum is 50%. PZA with VSD about 40%. And PZA with VSD and left ventricular outflow tract obstruction is 10%. Như vậy đây là cái hình minh họa lại cho cái con số đại chúng ta thấy với cái simple PZA, tức là cái chuyển vị đại động mạch đơn thuần là không có thông liên thất, ta thấy đây không có lỗ thông liên thất chiếm 50%, còn cái chuyển vị đại động mạch kèm theo thông lân liên thất thôi thì chiếm 40%, còn chuyển vị đại động mạch có thông liên thất và có hẹp cái đường thoát thất trái ở chỗ này thì nó chiếm đến 10%. Okay, this long axis echography shows
the relationship of the aorta and the pulmonary artery is parallel and not spiral. Như vậy chúng ta thấy giống như hình nãy, chúng ta thấy rõ ràng là đây là cái mặt cắt cạnh ức cực dọc. Chúng ta nói nếu như mà coi ở ngoài thành ngực ấy, chẳng hạn như vậy, còn cái này là mặt hai, chúng ta thấy hai cái động mạch này nó đi song song chứ nó không có bắt chéo. Okay, this short axis echography shows this echo probe and going up, and this is just bifurcation. So this is PA, pulmonary artery. And so this anterior right ventricle and probe going up, and this is aorta. Như vậy chúng ta thấy cái hình ảnh chúng ta nói là kỹ thuật mà quét được di chuyển đó thì tình cờ hai người sẽ giống nhau. Chúng ta thấy đây là một cái mặt cắt và cắt từ cái thất chúng ta trở lên. Chúng ta thấy ở đây đầu tiên là chúng ta thấy thất hai bộ thất trái thất phải, và cái thất trái đây nó sẽ sinh ra một cái định động mạch, và động mạch đó nó sẽ chia đôi. Đây là động mạch phổi, còn phía kia là nó ra động mạch chủ. Thì đó, chúng ta quét như vậy thì chúng ta thấy được cái thất trái nối với cái động mạch phổi, còn thất phải nối với động mạch chủ ở phía trước. And this echography shows looks like normal, just only PFO. Như vậy nếu như các bạn chỉ quét ở mặt cắt bốn buồng thôi thì chúng ta thấy cái này giống như bình thường, nó có gì khác đâu, thất phải, thất trái. Nhưng mà chỉ ngoài cái ngoại trừ là nó có PFO đây thôi, còn lại những cái cấu trúc khác có vẻ như là nó bình thường. And actually, and this echography is for JAMBA or DTGA. And that is why it is difficult to diagnose to fetal echocardiography. In order to diagnose of DTGA, you should check the relationship aorta and pulmonary artery. Chính vì vậy mà chúng ta biết là trong cái thực sự ra dưới đây là cái đứa trẻ mà nó bị chuyển về động mạch, mà cái mặt cắt bốn buồng này nó sẽ không cho chúng ta biết được cái chẩn đoán. Chính vì lý do đó mà từ cái khuyến cáo sử dụng bốn buồng đầu tiên, chúng ta bắt buộc phải chuyển sang một cái khuyến cáo nó mở rộng hơn, và lúc đó chúng ta phải làm sao thấy được cái kết nối giữa các buồng thất với lại cái đại động mạch để có thể chẩn đoán được chuyển bị đại động mạch. And this echography shows TGA with VSD. And you can see the VSD here. Ở đây là cái mặt cắt dưới sườn, chúng ta thấy đây một cái chuyển bị động mạch, nó có kèm thêm một cái lỗ thông liên thất ở cái mũi tên này. And this echography shows TGA with VSD and LVOTS. You can see the VSD here and LVOTS. That means pulmonary stenosis. Chúng ta thấy đây là cái hình ảnh minh họa của cái một trường hợp chuyển bị đại động mạch kèm theo lỗ thông liên thất ở đây, và đặc biệt là cái đường thoát của thất trái, tức là lúc này thì nó đang còn cho ra động mạch phổi. Thì chúng ta thấy ở đây có một cái khối cấu trúc nó làm cản trở cái đường thoát của thất trái, và đây chúng ta thấy hình màu đây. So the management of TGA with intact ventricular septum with small VSD is systemic and pulmonary saturation is parallel. So the baby with TGA needs for a communication between systemic and pulmonary saturation. That means PDA and PFO. There are two options to keep the communication. One is a prostaglandin fusion to maintain the PDA. The other is bound atrial septum, atrial septostomy. Chúng ta thấy là ở đây cái chuyển bị là động mạch mà nó có không có lỗ thông liên thất, hoặc là lỗ thông liên thất nó quá nhỏ, thì chúng ta thấy rõ ràng là vì chuyển bị là động mạch cho nên cái máu đen nó ra cái động mạch chủ, máu đỏ lên phổi, cho nên hai cái này nó song song, và làm sao đó chúng ta phải đảo trộn máu được để cái máu đen nó lên phổi và máu đỏ ra cái động mạch phổi, động mạch chủ. Thì chúng ta thấy có hai cái phương thức. Một, làm sao đó chúng ta có cái sự thông thương giữa hai cái hệ thống này. Thì cái cách thứ nhất là chúng ta giữ làm sao đó cái ống động mạch này nó phải được giữ không có bị co lại sau sinh, thì chúng ta dùng cái prostaglandin truyền. Hoặc là cách thứ hai
là chúng ta can thiệp, chúng ta dùng bóng đưa vào đây để phá vỡ cái bắp tim nhĩ để có sự trao đổi giữa cái tầng nhĩ hoặc là ở cái tầng ống động mạch. This echography shows PDA. The infusion of prostaglandin E1 usually is started at a low dose of 0.01 to 0.02 microgram per kilogram per minute. The side effects of prostaglandin E1 are as follows: apnea and fever and hypertension. Và đây là một cái bệnh nhân chuẩn bị đại động mạch và chúng ta giữ cái ống động mạch bằng cách là chúng ta truyền prostaglandin E1. Thì thông thường là chúng ta sẽ khởi đầu bằng cái liều rất là thấp, từ 0.01 đến 0.02 microgram trên kilo trên một phút, và chúng ta thấy điểm nó giữ được cái ống động mạch từ đây qua đây. Và cái tác dụng không mong muốn của cái việc truyền prostaglandin là có thể đứa trẻ có thể ngưng thở, có thể bị sốt hoặc là có thể hạ huyết áp. And this is a baron atrial septostomy slide, and you can see the left side and fluoroscopy, and this is a breast, and right side, and this is echography during the breast. Chúng ta thấy đây là cái hình ảnh mà chúng ta đưa cái bóng từ cái tĩnh mạch chủ dưới hoặc là chúng ta đưa lên qua cái nhĩ trái, xong xuôi đó chúng ta sẽ kéo cái bóng lại. Đây là soi đi hình fluoro. Thì chúng ta thấy bơm to đây và chúng ta dừng lại hoặc là ở đây chúng ta thấy đây là trên siêu âm, chúng ta sẽ thấy cái bóng nó ở phía bên nhĩ trái đây, xong chúng ta kéo giật lại mạnh để cho cái bách liên nhĩ này nó bị rách ra và để nó tạo nên sự thông thương giữa cái luồng máu đỏ và máu đen ở đây để nó đưa ra cái tĩnh mạch, cái động mạch tương ứng. And this echography shows after birth and to secure make bigger the PFO. The past complications, atrial wall and pulmonary vein AVC perforation or tears, and AV valve damage, or an intracardiac rupture of the balloon, or air embolism. Như vậy cái động tác mà chúng ta dùng bấm để mà phá cái bắp tim nhĩ đó thì cái kết quả nó rất là tốt. Như ở đây chúng ta thấy nó là cái luồng thông trao đổi nó tốt hơn rất là nhiều ở tầng nhĩ. Tuy nhiên nó sẽ có một số cái biến chứng, có thể là ví dụ như là thủng hoặc là rách cái thành của nhĩ, hoặc là cái tĩnh mạch phổi, hoặc là cái tĩnh mạch chủ dưới, hoặc là có thể trong một số trường hợp chúng ta làm hư cái van nhĩ thất, hoặc là cái bóng nó bị làm sao nó vỡ ở trong tim và nó gây nên cái tình trạng là bị tắc mạch do khí. So we should do the best and procedure properly and precisely. Chính vì lý do đó mà chúng ta phải làm cái thủ thuật này một cách rất là cẩn trọng và chính xác, đúng theo kỹ thuật. Surgery for TGA with intact ventricular septum or TGA with VSD, atrial switch operation or Jatin operation is widely performed. Atrial switch operation consists of atrial switch and coronary transport. Như vậy cái điều trị của chuẩn hiện nay của chuẩn bị đại động mạch là chúng ta làm cái phẫu thuật chuyển gốc động mạch, hay chúng ta gọi là cái thủ thuật Jatin, là một người đầu tiên mà mô tả vào năm 1975. Thì cái phẫu thuật này chuyển gốc động mạch là làm sao? Thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển cái động mạch phổi từ bên trái qua bên phải và động mạch chủ từ bên phải qua bên trái, và đồng thời chúng ta bứng luôn cái gốc của cái mạch vành chúng ta mang theo, chúng ta chuyển qua bên kia. And in case of surgery for TGA, VSD and LVOTS, Rastri operation is generally performed. And Rastri operation consists of a patch direct blood from the left ventricle through the VSD to the aorta, and pulmonary valve is overthrown and the valve conduit is inserted from right ventricle to the pulmonary artery to bypass the pulmonary stenosis. Trong trường hợp mà chuyển vị đại động mạch nó có kèm theo thông liên nhĩ và nó hẹp cái đường thoát thất trái như nãy, chúng ta rất là khó để mà chuyển cái động mạch, chuyển gốc động mạch, bởi vì nó sẽ hẹp cái động mạch chủ trong chủ mới. Do đó chúng ta sẽ làm cái phẫu thuật gọi là Rastri. Thì cái Rastri là gì? Chúng ta sẽ
vá các miếng vá cái lỗ thông thất làm sao chúng ta vá lên và chúng ta trùng qua bên kia để cái dòng máu của thất trái nó lên cái động mạch chủ và chúng ta cột lại cái động mạch gốc động mạch phổi và chúng ta dùng một cái ống ghép chúng ta nối từ cái thất phải chúng ta nối lên cái động mạch phổi và lúc đó chúng ta sẽ có cái dòng máu nó sẽ đi từ thất trái lên động mạch chủ và cái thất phải qua cái ống ghép lên động mạch phổi. Đó là cái phẫu thuật Rasterling. And go back to the Jatin procedure. The Jatin procedure consists of atrial switch and coronary transfer. So it is very important to assess assessment of coronary artery before the surgery. Quay trở lại cái phẫu thuật chuẩn mà chúng ta gọi đó là phẫu thuật Jatin đó, thì cái phẫu thuật Jatin đó nó phải có một cái công đoạn thứ hai là cái công đoạn mà chúng ta chuyển cái động mạch vành. Khi ta một mạch vành này chúng ta tưởng tượng là rất là khó khăn, do đó cái siêu âm trước khi mà chúng ta làm phẫu thuật thì chúng ta phải đánh giá rất là kỹ cái giải phẫu của cái động mạch vành này. And this chart shows coronary artery pattern in DTZA. So this one and 60% of DTZA has anatomic coronary pattern in the figure A, and that means left anterior descending LAD and some contracts and left LCX arise from the left anterior facing sinus and right coronary artery arises from right posterior facing cusp. Cái khái niệm này tôi giải thích thêm một xíu nữa là tức là đây là ba cái kiểu mà động mạch vành thường gặp nhất trong ba cái giai đoạn này. Vậy chúng ta tập trung vào cái hình A. Thì hình A này nó chiếm khoảng 65%. Thì có nghĩa là cái xoang này là cái xoang, nếu chúng ta đứng từ bên cái xoang này chúng ta nhìn qua bên đây thì cái xoang này là xoang đối diện, và cái tay chúng ta nhìn qua thì chúng ta thấy đây là bên trái, cái xoang đối diện bên trái. Thì cái động mạch vành chính, cái left main và cái LAD cũng như là LCX, cái động mạch mũ, nó sẽ đi ra từ cái xoang đối diện bên trái, còn cái động mạch vành phải của ACA nó sẽ đi từ cái xoang đối diện với cái động mạch này và phía bên phải nếu chúng ta đứng từ đây nhìn qua. And second, and 30.8% of TZA has coronary pattern in figure B. That is, LAD originates from a left anterior facing sinus, and RCA and LCX originate from right posterior facing cusp. Cái kiểu động mạch vành thường gặp thứ hai là chúng ta thấy cái LAD thì đúng là nó xuất phát từ cái xoang đối diện bên trái, nhưng mà cái động mạch mũ này thay vì nó nằm phía trước cùng với là LAD thì nó lại chạy ra phía sau, nó nối vào, tức là nó xuất phát từ cái động mạch vành phải ở phía sau. And third, and figure C is 75% and single and coronary artery originate from a right posterior facing cusp. Như vậy có 7.5% cái trường hợp đây là cũng khá thường gặp, là chỉ có một cái xoang duy nhất là cái xoang sau nó cho ra một cái động mạch vành, và cái động mạch chung đó nó sẽ cho cái động mạch vành phải và cho luôn cả cái động mạch liên thất trước và cái động mạch mũ vành, một cái xoang thôi. I'll show you echography and coronary assessment, and you can see this LAD and this circumflex arise from left anterior facing side. Chúng ta thấy giống như là cái hình trên kia, chúng ta thấy đây là cái động mạch chủ, đây là mạch phổi, thì nếu chúng ta đứng từ đây nhìn qua thì phía bên này là bên trái, tay trái, và cái xoang phía bên trái nó sẽ xuất phát ra cái thân chung động mạch vành, và đây là cái động mạch nhánh LAD, nhánh liên thân trước, và đây là động mạch mũ rất là đẹp. And laid back angiography gives us useful information. This angiography, and you can see LAD and LCX arise from left anterior facing sinus, and RCA arising from the right posterior facing cusp. Và chúng ta biết bác sĩ Kenji Baba là bác sĩ tim mạch, nhưng vừa làm siêu âm vừa làm cái thông tin can thiệp,
Cho nên cái ngoài việc siêu âm tim thì chúng ta có thể dùng chụp mạch máu, chúng ta thấy đây là cái động mạch chủ, thì chúng ta thấy là đây là cái LCX, LVA và LCX, và đây là cái nhánh động mạch bên phải, nó cho chúng ta thấy là cái máy tính là từ xoang bên trái xoang bên phải. This is intraoperative finding. The upper figure shows diagnosis projection. It looks like echocardiography or left back angiography. Như vậy đây là chúng ta mở ra, chúng ta thấy là cái kiểu hình của động mạch vành nó giống như là cái hai cái hình của siêu âm cũng như là cái chụp mạch máu trước đó. The lower figure shows frontal view or surgeon's view. Cái này là cái mà chúng ta nhìn theo cái kiểu hình siêu âm. Nãy chúng ta thấy cái hình siêu âm nãy đó là cái kiểu của cái người làm siêu âm. Còn đây là cái kiểu nhìn của phẫu thuật viên. Okay, let's go for video. You can see the this LAD and this LCX and from the right anterior facing cusp and right CA here. Chúng ta thấy tức là phẫu thuật viên họ sẽ đứng phía bên bệnh nhân, phía bên của bên phải của bệnh nhân. Nhìn qua chúng ta thấy đây là cái động mạch chủ nhá, động mạch chủ ra trước, còn phía sau là động mạch phổi đây. Thì ở đây là cái động mạch vành nó qua nó ra động mạch vành phải ở bên trái và động mạch vành phải đây đó, nó xuất phát chỗ này. And go back and coronary artery pattern and this figure G and H indicates intramural coronary artery, which causes the aorta and between aorta and pulmonary artery. And coronary artery walls hysteroscopy and the aortic and coronary medial walls are attached without interposed advantage. Chúng ta thấy đây là cái chỗ G và H chúng ta thấy. Như vậy đây là động mạch chủ. Thì cái động mạch bên phải thì không có gì rồi, nhưng mà chúng ta coi cái động mạch bên trái nó xuất phát từ cái xoang phía sau bên phải đây. Và nó đi cái trong cái thành, tức là trong cái đoạn giữa cái động mạch chủ và động mạch phổi. Cho nên chúng ta gọi đây là cái động mạch vành đi trong thành. And so intracoronary artery for the surgery is a big problem. So we pediatric cardiologists and should assess the coronary intramural coronary artery before surgery. Bởi vì cái việc phẫu thuật mà chuyển được cái động mạch vành đi trong thành như thế này thì nó đòi hỏi cái kỹ thuật rất là khó khăn, cho nên phải cái bác sĩ tim mạch nhi thì làm sao đó khi chúng ta siêu âm, chúng ta chẩn đoán phía trước đó, chúng ta đánh giá cho chính xác, chúng ta báo cho họ biết được, cho mọi người biết được là trong trường hợp này là cái động mạch vành nó đi trong thành, nó rất là khó. And this is echo intramural artery in the DCA. This is aorta, this is pulmonary artery, LCA and LCX originate here and causes between aorta and PA. Just correct. Đây là cái hình ảnh của cái động mạch chủ phía trước, động mạch phổi phía sau. Chúng ta thấy là cái LCA và cái LCX nó nằm xuất phát từ cái xoang bên phải, xoang đối diện bên phải phía ở đây, phía bên phải đây, và nó chạy giữa cái động mạch chủ phía trước và động mạch phổi phía sau đây, nó chạy đây. Và đây là hình ảnh của cái màu. Chúng ta thấy là đây là biểu hiện nó nằm trong thành giữa động mạch chủ và động mạch phổi. It is very useful using the color flow and differentiate coronary or major vessel. Chúng ta biết là cần phải sử dụng cái màu này nó rất là quan trọng trong việc chúng ta đánh giá cái đó là cái hướng đi của cái động mạch đó. Thì chúng ta biết đó chính xác là động mạch vành hay là cái nhánh mạch máu khác. So once again, I should say it is very important to assess coronary artery pattern before the DCA surgery. Một lần nữa tôi nhắc lại là trong khi mà chúng ta siêu âm đánh giá cái thông liên chuẩn bị động mạch thì
cái việc rất là quan trọng là chúng ta phải đánh giá cho được cái giải phẫu của mạch vành. Okay, this is just summary slide. Anatomical and PGA, PGA and coronary aggregation and aorta originates from left ventricle. Coronary artery originates from left ventricle and aorta originates from right ventricle. And preoperative management and check the PFO and PDA. And we have two tools and prostaglandin E1 infusion and BAS. And pre-operative assessment, we should check coronary artery pattern. Như vậy đây là cái slide để tóm tắt lại cái phần từ nãy giờ. Thì về mặt giải phẫu cũng như sinh lý thì chúng ta biết đây là cái bất thường mà trong đó cái tuần hoàn phổi và tuần hoàn hệ thống nó chạy theo hướng gọi là hai cái tuần hoàn này song song nhau chứ không phải nối tiếp từ cái tuần hoàn này qua tuần hoàn kia. Cái bất thường chính đó là cái động mạch phổi nó sẽ xuất phát từ thân trái, còn động mạch chủ nó xuất phát từ thân phải, cho nên nó có tên gọi là chuyển về động mạch. Về cái xử trí trước mổ thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải tiếp cận, một là chúng ta giữ cái ống động mạch nó thông thường tốt bằng prostaglandin, hoặc là chúng ta dùng cái bass, cái bơm bấm phá cái bách liên nhị nhĩ chỉ trong trường hợp mà chúng ta có PFO, chúng ta phá mở rộng hơn để trao đổi máu tốt hơn. Một cái vấn đề quan trọng trong cái việc đánh giá trước mổ đó là chúng ta phải làm sao đó biết được cái kiểu hình giải phẫu của cái hệ thống động mạch vành. Okay, thank you for attention.